Chào mừng quý vị quay trở lại với phần cuối cùng của bản tin FNC Thế giới tối ngày 18 tháng 7. Kính thưa quý vị, Bank of America vừa công bố mức tăng trưởng hai con số, vượt qua kỳ vọng của giới chuyên gia nhờ vào các giảm chi phí để nhằm mạnh đầu tư ngân hàng và lợi nhuận từ hoạt động cho vay. Quý 2 năm 2013, Bank of America có mức lợi nhuận thuần tăng 63%, đạt 4 tỷ đô la Mỹ, tức là 32 cent trên một cổ phiếu, vượt qua mức kỳ vọng của các chuyên gia là 25 cent trên một cổ phiếu. Bank of America cần phải cắt giảm chi phí mạnh mẽ để có thể đạt được thu nhập 1,3 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu vào năm 2014. Chi phí liên quan tới các khoản nợ xấu và tịch biên nhà cửa cũng giảm nhanh hơn dự đoán. Lợi tức từ hoạt động quản lý đầu tư và tài sản toàn cầu của ngân hàng này cũng tăng 38%. Tuy nhiên, lợi nhuận từ giao dịch tiền tệ, hàng hóa và các tài sản sinh lời cố định khác lại không cao. Nguyên nhân được cho là do tình trạng bán tháo trái phiếu diễn ra trong quý 2 sau thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể sẽ thu hẹp gói kích thích kinh tế. Ngay sau khi báo cáo quý 2 năm 2013 được công bố, cổ phiếu của ngân hàng này lập tức tăng 2,8% lên 14,31 đô la Mỹ một cổ phiếu. Tính chung trong vòng 12 tháng qua, các nhà đầu tư đã đẩy cổ phiếu của ngân hàng này tăng 76%, riêng trong năm nay thì tăng 20%. Trong bài phát biểu hôm thứ Tư, thì Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết cơ quan này có thể sẽ thu hẹp lại chương trình mua trái phiếu trong năm nay, nhưng không loại trừ khả năng giữ nguyên chương trình này nếu triển vọng kinh tế đi xuống. Dù vẫn theo đúng lịch trình thu hẹp lại chương trình mua trái phiếu tuyên bố hồi tháng trước, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Ben Bernanke vẫn tuyên bố rằng mọi thứ vẫn có thể thay đổi, tùy thuộc vào tình hình kinh tế Mỹ. Chương trình mua lại trái phiếu phụ thuộc vào diễn biến của nền kinh tế và tài chính. Chúng tôi chưa thể chắc chắn về điều gì cả. Bài phát biểu của ông Bernanke đã đẩy giá cổ phiếu Mỹ và trái phiếu chính phủ lên. Đồng thời, đồng đô la Mỹ cũng mạnh hơn so với euro và yên Nhật. Có vẻ như ông Bernanke đã không đưa ra một sự bảo đảm chắc chắn nào, vì theo ông, nếu kinh tế Mỹ hồi phục nhanh hơn dự đoán, thì chương trình cũng có thể thu hẹp lại sớm hơn. Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế dự đoán Fed sẽ thu hẹp chương trình mua trái phiếu vào tháng 9. Cũng trong bài phát biểu, Chủ tịch Fed cho biết, chính phủ sẽ vẫn giữ lãi suất gần mức không, cho đến khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 6,5% và tỷ lệ lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát. Nhiều người cho rằng tỷ lệ lạm phát sẽ không tăng ít nhất là đến năm 2015. Ông Bernanke cũng cho biết, kinh tế Mỹ vẫn đang hồi phục ở tốc độ trung bình nhờ thị trường nhà ở mạnh lên và những cải thiện ở thị trường lao động. Nhưng ông cũng nói rằng, việc tăng thuế và các chi tiêu công có thể làm cản trở tăng trưởng của Mỹ nhiều hơn dự đoán và tình hình kinh tế đang xấu đi tại nước ngoài có thể ảnh hưởng đến Mỹ. Đây có thể là bài phát biểu giữa năm cuối cùng về chính sách của ông Bernanke nếu ông thôi tiếp tục chức vụ sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1 năm sau. Kính thưa quý vị, chứng khoán châu Á giao dịch trái chiều trong phiên giao dịch ngày hôm nay, nhưng các nhà đầu tư đã vững tâm hơn sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed cho biết sẽ không có lịch trình cố định đối với việc thu hẹp gói hỗ trợ. Kết thúc phiên giao dịch ngày 18 tháng 7, chứng khoán châu Á giao dịch trái chiều, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 1,32% và ADX của Úc tăng 0,24%, trong khi Shanghai của Thượng Hải giảm 1,05% và KOSPI của Hàn Quốc giảm 0,64%. Đồng yên Nhật Bản tiếp tục yếu đi so với đô la Mỹ, giúp cổ phiếu các công ty xuất khẩu nước này tăng và giúp chỉ số chứng khoán tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 24 tháng 5. Cổ phiếu SAP tăng gần 4%, cổ phiếu SoftBank cũng tăng ở mức này sau khi có thông tin công ty Mỹ Bloom Energy sẽ cung cấp năng lượng xanh cho tập đoàn Nhật Bản này. Một khảo sát của Reuters cho thấy tâm lý của các nhà sản xuất Nhật Bản đã ổn định hơn vào tháng 7 sau những lo ngại về tốc độ tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc. Tại Trung Quốc, số liệu cho thấy giá nhà mới xây trung bình tháng 6 tăng 6,8%, cao hơn mức dự đoán 6% của các nhà phân tích trong khảo sát của Reuters. Trước tin này, cổ phiếu các công ty bất động sản Trung Quốc giảm vì các nhà đầu tư lo ngại rằng chính phủ sẽ có thêm nhiều chính sách để kìm cương giá nhà. Cổ phiếu công ty bất động sản Gemdale giảm 3%, trong khi cả Vanke và China Merchants Property đều giảm 2%. Chứng khoán Hàn Quốc giảm điểm so với phiên giao dịch hôm qua. Các cổ phiếu blue chip công nghệ kéo thị trường đi xuống khi đồng yên tiếp tục yếu đi so với đô la Mỹ. Cổ phiếu Samsung Electronics giảm 2%, LG giảm 3%. Chứng khoán Úc vượt ngưỡng 5.000 điểm trong phiên giao dịch chiều nhưng giảm nhẹ sau đó. Cổ phiếu ngân hàng củng cố đà tăng của chứng khoán Úc. Cổ phiếu ngân hàng quốc gia Úc và Westpac hồi phục 1%. Và chứng khoán Mỹ tăng sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Ben Bernanke cho biết cơ quan này có thể sẽ thu hẹp lại chương trình mua trái phiếu trong năm nay, nhưng không loại trừ khả năng dời lại tùy theo tình hình kinh tế tại Mỹ. Khép phiên giao dịch ngày 17 tháng 7, tất cả các chỉ số chứng khoán Mỹ đều tăng. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,12%, S&P 500 tăng 0,28% và Nasdaq tăng 0,32%.
Trong bài phát biểu, ông Ben Bernanke cho biết Fed vẫn giữ nguyên lịch trình thu hẹp và chấm dứt gói hỗ trợ, nhưng khẳng định rằng kế hoạch này không cố định mà có thể thay đổi theo thực tế. 9 trong số 10 cổ phiếu ngành của S&P 500 tăng cao hơn, đặc biệt là các cổ phiếu hàng hóa và tài chính. Thị trường tài chính khá nhạy cảm trước những tin tức về thời gian Fed bắt đầu thu hẹp gói hỗ trợ 85 tỷ đô la Mỹ hàng tháng dưới dạng mua vào trái phiếu. Còn nhớ hồi cuối tháng 5, sau lời bình luận của ông Bernanke và biên bản cuộc họp của Fed, chỉ số S&P đã rớt gần 6%. Tuy nhiên, những bình luận của ông Bernanke và các quan chức khác của Fed trong vài tuần trở lại đây đã ổn định tâm lý nhà đầu tư và giúp chứng khoán hồi phục trở lại. Chỉ số S&P 500 đã hồi phục lên mức kỷ lục hôm thứ Hai vừa rồi. Số liệu kinh tế cho thấy số lượng nhà tại Mỹ đã giảm 9,9% vào tháng 6, xuống mức 836.000 căn, mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm ngoái và thấp hơn mức dự đoán 959.000. Trong một báo cáo kinh tế, Cục Dự trữ Liên bang cho biết kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng ở mức trung bình đầu tháng 7. Hai tuần trước, một báo cáo cho biết các nhà máy ở Mỹ tiếp tục nhận được nhiều đơn đặt hàng mới. Và đến với thị trường châu Âu thì thị trường chứng khoán mở phiên ngày 18 tháng 7 không có nhiều thay đổi thưa quý vị. Một số tập đoàn bị trực điểm cổ phiếu vì doanh thu quý 2 không như kỳ vọng. Nhưng ngược lại thì cũng có một số khởi sắc nhờ kết quả kinh doanh tốt. Mở phiên giao dịch ngày 18 tháng 7, sàn chứng khoán Âu diễn biến không đồng đều nhưng cũng không tăng giảm mạnh. Chỉ số FTSE của Anh tăng 0,4%, DAX của Đức giảm 0,02% và CAC 40 của Pháp tăng 0,28%. Chỉ số Stoxx Europe 600 không mấy thay đổi tại thời điểm mở phiên, vẫn xung quanh mức 297,04 điểm. Xem ra sàn chứng khoán châu Âu đang chững lại trước thềm ngày gặp thứ hai của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trước Quốc hội về gói kích thích kinh tế. Trở lại với cổ phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu của tập đoàn sinh hóa AkzoNobel NV giảm 5,5% sau khi hãng này công bố lợi nhuận quý 2 giảm 17%. Cổ phiếu hãng Ericsson giảm 3,1% sau khi tập đoàn này công bố lợi nhuận quý 2 thấp hơn so với kỳ vọng. Còn công ty phần mềm SAP trượt giá 2,9% sau khi giảm dự báo doanh thu do nhu cầu tại châu Á giảm. Về phía các cổ phiếu tăng điểm, cổ phiếu của công ty quảng cáo Publicis Group tăng 2,8% nhờ doanh thu cao gấp đôi dự báo trong 6 tháng đầu năm. Cổ phiếu đại gia dầu mỏ Total SA cũng tăng 0,8% sau khi được nâng mức tín nhiệm. Chuyển sang các tin tức khác, thống kê vào năm 2011 của cơ quan ngân hàng châu Âu, nhiều nhân viên ngân hàng ở Anh có thu nhập trên 1 triệu euro, mức thu nhập thậm chí bằng với lương của tất cả những nhân viên ở các ngân hàng châu Âu khác cộng lại. Có 2.346 nhân viên ở các ngân hàng Anh thu được hơn 1 triệu euro. Ở Đức chỉ có 170 nhân viên và con số này ở các nước châu Âu còn lại là 739 nhân viên. Châu Âu vừa đề ra kế hoạch tiền thưởng mới cho nhân viên ngành ngân hàng để tránh khủng hoảng tài chính. Theo kế hoạch, tiền thưởng của một nhân viên ngân hàng cấp cao sẽ giới hạn trong 100% tiền lương hoặc 200% nếu như nhận được sự chấp thuận của cổ đông. Tuy nhiên, nước Anh tỏ vẻ không đồng tình với kế hoạch này. Luật sư Nicholas Stret đến từ công ty luật CMS Cameron McKenna cho biết, ở London có rất nhiều người có thu nhập cao. Chính sách giới hạn tiền thưởng sắp tới sẽ ảnh hưởng đến ngành công nghiệp dịch vụ tài chính của chúng tôi và dẫn tới những thay đổi trong cách trả lương và thưởng. Theo thống kê, lương của một nhân viên ngân hàng đã giảm kể từ năm 2011, từ 2,5 triệu bảng vào năm 2010 xuống còn 1,4 triệu bảng vào năm 2011. Cơ quan ngân hàng châu Âu thực hiện kế hoạch này vì họ muốn điều chỉnh mức thưởng tối đa, nhưng điều này chỉ làm cho các ngân hàng tìm cách tăng lương cứng cho nhân viên. Đến đây thì bản tin FPNC Thế Giới tối ngày 18 tháng 7 xin được khép lại. Và thay mặt những người thực hiện chương trình, Phi Yến xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tối ngày mai.